Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn máy rửa xe Aigen có mã là 6728. Thì máy này có áp suất máy là 2800W và máy này sử dụng điện 220V, có lưu lượng nước là 720 lít trên 1 giờ, có là áp suất làm việc trung bình của máy này là 113 và áp suất làm việc tối đa của máy này là 203. Thì máy này nặng 13,5 kg và có độ dài của ống là 10 m. Thì bây giờ thì mình sẽ khui máy với bạn cùng coi và hướng dẫn các bạn cách sử dụng. Đây là ống bơm, đây là ống dẫn nước, đây là súng, đây là đồ bảo hành, cục lọc, cầu nối, cần phun. Thì máy này xin em, đây là công tắc on off để tắt mở máy, tắt on off để tắt mở máy. Đây là cái nút điều chỉnh áp suất, đây là đầu để bắt xuống vào đây, đây là bật đầu bắt ống nước vô. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn ráp máy. Thì đây là đầu bắt ống nước ra, thì mình bắt ống này vào. Đây là đầu bắt súng, đây là súng, thì đầu súng này có thể tháo ra nha, để nối thêm một đầu súng dài thêm. Đây đầu súng nối thêm. Bạn siết chặt để khỏi bị xì nước. Vì mà khi mà siết chặt thì đã chặt mà vẫn bị xì nước thì bạn ạ. Muốn băng keo non lại sơ ngày nào sẽ không chịu nước. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ha, lắp đồ vào, nước vào. Nước vào nó sẽ có một đầu như vậy và nó đi kèm của nó sẽ một đầu nối như vậy. Đó là đầu nối. Khi các bạn đưa qua đây, muốn đưa qua đây các bạn kéo này xuống. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn ráp đầu hút nước để hút để dẫn nước vào máy. Đây các bạn mới kéo xuống, kéo xuống nha các bạn. Tẩy vô giờ thì kêu cạnh đã cứng, mình giật ra thử nó ra không. Thì cái đầu này một là các bạn đưa nước trực tiếp xuống vào cũng được, còn không thì các bạn sẽ sử dụng qua một lọc
để lọc nước, còn không thì các bạn dẫn nước trực tiếp từ trên ống xuống vô thẳng trực tiếp vô này cũng được. Máy sẽ kèm theo một bình xà bông như thế này. Đây xà bông sẽ đáp vô đây. Thì máy này sẽ cho thêm một đầu như vậy, đây là đầu xoay không giới hạn nha, để anh bắt vô cái đường ống này. Để anh bắt vô đường ống này để khi bắt ngầu luôn này. Lắc cái bao nhiêu nha, lắc kềm xíu bạn. Thì khi bạn đắt bắt đầu này vào, các bạn có thể xoay ống, mà không sợ gãy ống, gãy ống. Thì bây giờ mình sẽ test trực tiếp các bạn cùng coi lực nước và cách điều chỉnh áp của máy như thế nào. Mình sẽ lấy cho bạn coi, mình sẽ